Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 28 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, theo thỏa thuận ngày hôm nay ngày 28 tháng 6, Vinsmart sẽ cùng các đối tác là Fujitsu và Qualcomm sẽ phát triển một mẫu điện thoại 5G đặc biệt mang thương hiệu là Vinsmart. Smartphone sẽ sử dụng nền tảng Snapdragon 5G module hóa của Qualcomm, đồng thời tích hợp những tính năng ưu việt của Fujitsu như là tiết kiệm pin, chống nước chuẩn IP68, hệ thống anten 4 và 5G tối ưu. Điện thoại 5G này được sản xuất tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Theo Vinsmart thì sự tham gia của Qualcomm đến từ Mỹ và Fujitsu đến từ Nhật Bản cùng tốc độ triển khai của tập đoàn Vingroup sẽ mang đến cho người dùng những mẫu điện thoại có tính năng kiểu dáng hiện đại với giá hợp lý. Ngoài Việt Nam thì điện thoại 5G đầu tiên của Vinsmart dự kiến sẽ được bán tại Mỹ và châu Âu vào tháng 4 năm 2020. Gia nhập lĩnh vực sản xuất điện thoại vào tháng 8 năm ngoái thì Vinsmart đã liên tiếp có những bước đi chiến lược, bài bản và tốc độ. Do sản phẩm đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái, sau 4 tháng thì Vinsmart đã mở rộng sự hiện diện thương hiệu Vinsmart của mình tại thị trường châu Âu là Tây Ban Nha, châu Á là Myanmar thông qua việc phân phối điện thoại. Dự kiến trong năm nay, tại hãng sẽ giới thiệu thêm 10 mẫu smartphone mới cùng các thiết bị thông minh khác. Các bạn mến, Lenovo đã giới thiệu Z6 Pro vào tháng 4 năm nay. Và giờ đây thì tại Đại hội Thế giới Di động MWC đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc thì công ty đã công bố phiên bản 5G Lenovo Z6 Pro 5G Edition có phần cứng giống như phiên bản chuẩn, ngoại trừ đi kèm với modem Snapdragon X50 của Qualcomm để cho phép kết nối 5G. Cụ thể, điện thoại được trang bị màn hình 6,39 inch kiểu giọt nước, chip xử lý Snapdragon 855, RAM tùy chọn là 6, 8-12GB, bộ nhớ trong là 256 hoặc là 512GB. 4 camera sau bao gồm 48, 8, 16 và 20MP. Camera selfie là 32MP. Viên pin là 4000mAh. Với thiết kế thì điểm khác biệt duy nhất giữa Z6 Pro và Z6 Pro 5G là mặt sau có trong suốt. Hiện tại thì giá bán vào thị trường thì sẵn có của Lenovo Z6 Pro Edition 5G thì vẫn chưa được nhà sản xuất công bố chính thức. Với sự tham gia của Lenovo Z6 Pro 5G, thị trường smartphone 5G thế giới sẽ có thêm phần nhộn nhịp hơn hẳn. Cùng với Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G hay là OnePlus 7 Pro 5G, thì người dùng sẽ có thêm một sự lựa chọn cho thế hệ mạng mới. Các bạn mến, trưởng bộ phận thiết kế hay là một bộ mặt rất quen thuộc của Apple, ông Jony Ive vừa thông báo rằng sẽ rời khỏi công ty này vào cuối năm nay. Ông bắt đầu giữ chức vụ từ thời năm 1996 và là người đã đóng góp rất nhiều vào thiết kế của vô số những sản phẩm của hãng. Jony Ive sẽ mở một công ty riêng mang tên là Loveform và sẽ có Apple là một trong số những đối tác lớn. Ive hiện nay vẫn là một trong những nhà thiết kế hàng đầu trong thế giới công nghệ, đã tạo ra các sản phẩm huyền thoại của Apple như là Mac, iPod, iPhone, iPad và Apple Watch. Ông cũng là người đưa ra ý tưởng về trụ sở của Apple Park có hình phi thuyền nổi tiếng. Không dừng lại ở đó thì ông còn đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế giao diện phần mềm, trong đó nổi tiếng là iOS 7 để ra mắt vào năm 2013 và nền tảng phần mềm cho máy tính cá nhân sau này là macOS. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để nhớ phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.